bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương mà thương dân mình. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương mà thương dân mình. Việt Nam Nam Bắc đã phân chia, nghĩa vụ nào họ giải phóng thế kia, để hai miền tan tóc thê lương, 20 năm chém giết đau thương. Hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương mà thương dân mình. Mẫu thân tên ấy nào quên, họ gạt lừa để tội ác thêm tên. Mồ chôn tập thể tha nôi, họ hay giặc nào giết dân tôi. Hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương mà thương dân mình. Miền Nam từ lúc qua tay trại tập trung hủy phá bao nhân tài, hàng triệu dân lây lật nay mai, tờ tự khai giết chết tương lai. Người còn lại tìm đường chạy, họ bắn giết chẳng nương tay. Người ở lại lùa từng bầy, dùng thân thay chấu cày. Hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương mà thương dân mình. Dân tôi muốn nén đau thương, đạo là nơi yên ổn cho tâm hồn. Họ hăm hè giam bắt chia phân, kìm đạo dân theo chính sách vô thần. Hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương mà thương, mà thương dân mình. Và nay đã mấy mươi năm, họ dạy dân bán hết đến nuôi thân, bán trên rừng, bán dưới biển, bán vợ bán con, để họ lo bán nước bán non, bán lương dân cho thế giới ai cần. Lương tâm không còn mà nghèo đói chẳng ai hơn. Hỏi rằng
họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương, mà thương dân mình. Nào ai chưa thấy ra ai giặc là ai và ai kia là giặc, hãy nhìn họ có thương dân, hãy nhìn họ có thương dân. Rõ ràng giặc đó xưa nay, rõ ràng giặc đó không sai. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương, mà thương dân mình. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương, mà thương dân mình. Giải phóng thế kia để hai miền tan tóc thê lương, 20 năm chém giết đau thương. Hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương, mà thương dân mình. Mẫu thân tên ấy nào quên, họ gạt lừa để tội ác thêm tên. Mồ chôn tập thể tha nôi, họ hay giặc nào giết dân tôi. Hỏi rằng họ có thương dân, hỏi rằng họ có thương dân. Mấy đời bánh đúc có thương, mấy đời giặc cướp có thương, mà thương dân mình. Miền Nam từ lúc qua tay, trại tập trung huy phá bao nhân tài,